Đi. Con xin vâng giữ điều học là quy y tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ học là quy y tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy y tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy y tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy y tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Banati bata veramani sikkhapadang samadhiyami adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesumincacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada Veramani sikkhapadang samadhiyami surame rajamat chappamadanthana Ima nipancasika pada nisa dukkang kattoa apamadena nicchakalang samarakhi chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này sạch phải đời không nên dễ vui sile na sugatin yanti sile na pokasampada sile na nipputin yanti tasma silang viso thaye các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư Phật tử phá ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Sa thu ua ta mang ghê na quan đề hăng ba đa băng sung qua rúa ta mang bùa thê vô kha lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta mang ghê na quan đề hăng thầm man cha đu quỳ thắng qua răng Tham mê vô kha lý tô đô sô tham mô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng sang khanh cha đu quỳ thố ta măng sang khê vô kha lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Dạ con xin kính thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Sappi tiyo viwacchantu sapparogo vinasatu Bhavantu te bhavatu sappamangalang rakkhantu sappadevata sappadhammanubhavena sadasotthi Bhavantu te bhavatu sappamangalang rakkhantu sappadevata sappasanghanubhavena sadasotthi Bhavantu te Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được tựu mỹ mãn. Sa thú. Và một lần nữa, Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng, kính tri ân sư Thanh Tâm đã có thể đại diện cho chư Tăng để chúc để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con.
Dạ kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên lớp mình sẽ được học về 37 phẩm trợ đạo của sư Pháp Thân giảng giải. Dạ trước khi mà giảng sư vào lớp, con kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể giới thiệu sơ lược qua về 37 phẩm trợ đạo, tại sao mà Phật tử chúng con mỗi người đều cần phải học thuộc và cần biết những cái chi pháp này bạch sư. Dạ nguyên như con xin dâng mic lại sư Thanh Tâm để sư có vài lời khái lược với lớp học trước khi chúng ta chính thức học cái môn này bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư ạ. Mô Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, con xin kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Đề tài 37 phẩm trợ đạo, nghe hấp dẫn quá ha. Tức là 37 điều, 37 pháp á, đưa đến giác ngộ, chân lý, Niết Bàn thanh tịnh. Theo suy nhớ thì nó bắt đầu từ cái tứ niệm xứ, tứ niệm xứ đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tứ niệm xứ là con đường đưa đến an vui giải thoát. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì cái niệm pháp á, pháp này á, thì nó bắt đầu từ pháp bất thiện, rồi pháp thiện. Rồi tới 37 phẩm trợ đạo ha. Thì một người tu á, thì lúc đầu á, thường ai cũng bị năm cái triền cái đó là pháp bất thiện, năm cái chướng duyên đó đó là tham dục nè, sân độc nè, hôn trầm thụy miên, rồi phóng tâm ha, phóng dật ha, trạo cử, đó đó là những cái chướng duyên. Cái người mà biết niệm pháp á, thì cái bắt đầu bằng pháp bất thiện, rồi người ta tu, và người ta tu bảy 37 phẩm trợ đạo này để mà đoạn trừ năm cái triền cái này để đến bờ an vui giải thoát. Và Mô Phật, sư thấy tỳ kheo Pháp Thanh đã đến với lớp học rồi, thì bây giờ mời một vị lên thỉnh Pháp sư nha. Sa thú, sa thú sư Thanh Tâm. Dạ, con đã thấy, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, kính thưa quý vị, nguyên như thấy giảng sư đã vào lớp, con xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahmacaloka thipati sahampati katanchali an thiwarang ajatha santi Parachakkhajatika desetu thammang anukambimang bhajang santham maferin vinyayam Sua tăng cha bản thân a phi thăm mà chăm măng a cô ta danh tô cha tu sanh cha đăng đăng ba bố tha nầy dê
parisa yamanche e wang saham bati brahma phagavantang ayachata tuân hi phà quê na tăng bồ thô ca ruôn nhê na thi quá xa ya tan ha vua tha ya ba đê na ni ga da yang ta to ga to ban cha wang ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu tho a nu na tham ma de sa nang ma kha wa sa ni de se si sát ta năng ăn tha sinh tha căng tê na sa tu a yo phan tê đề xê tu tham ma đề sa năng sam ba di tha pa ri sa ya a nu cam bam di ca ta quê nắc mô bứt thà giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá. Dạ Nguyên Như Con xin kính thay mặt đạo tràng kính thỉnh Pháp Sư Pháp Thanh đăng đàn để dạy cho chúng con bài học đầu tiên về 37 phẩm trợ đạo. Bạch Sư, dạ Nguyên Như Con xin dâng mic lại cho Sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học một cái đề tài hết sức là quan trọng là pháp hỗ trợ giác ngộ. Thì nó gồm có 37 pháp được chia ra làm 7 phần. Một là tứ niệm xứ, hai tứ chánh cần, ba tứ như ý túc, bốn ngũ quyền, năm ngũ lực, sáu thất thiết chi và bảy bát thánh đạo. Thì giới thiệu sơ lược qua để quý vị nắm rồi và chúng ta sẽ đi vào từng phần. Thì do cái từ ngữ là bù thí bắc khí giá tham má được dịch là pháp hỗ trợ giác ngộ, chữ bồ thí giá bắc thí giá đó là nói đến những cái pháp môn thuộc nhóm các pháp thiện có công năng hỗ trợ thực hành đưa đến cái sự giác ngộ, còn được gọi là phẩm trợ đạo, phẩm trợ bồ đề. Thì đây là một cái đề tài hết sức là quan trọng cho những người mà muốn tầm cầu cái hiểu biết, đi đến thực hành, đem đến sự giải thoát. Thì riêng về cá nhân chúng tôi thì cũng không có dám mà giảng một cái đề tài mà rất là lớn lao này. Tại vì khi mà giảng cái đề tài này đó thì nó đòi hỏi là phải có những cái hiểu biết về pháp học và những cái kinh nghiệm trong tu tập. Nhưng mà vì do sự yêu cầu, do sự thỉnh mời của Phật tử, cho nên xin mạo muội để mà giảng cái đề tài này. Nếu mà có những chỗ nào còn khiếm khuyết, còn những điều sơ sót, sơ thấp, thì kính mong chư tôn cũng như kết quả cả quý vị có những cái sự hiểu biết, những am hiểu thì chúng ta cũng cùng nhau chia sẻ, đóng góp thêm để mỗi người chúng ta có thêm được những cái kinh nghiệm quý báu. Thì
Mấy hôm trước cũng có thấy là cô Như cũng có đã soạn thảo những cái phần cốt lõi của bảy cái phần trong 37 pháp trợ đạo này đó, và được ngài pháp tính là coi như là xem xét hiểu đính rồi, thì cũng rất là mừng. Tức là trong giáo pháp của Đức Phật, hàng tứ chúng chúng ta cũng còn những cái người muốn tìm hiểu, tầm cầu, thực hành. Đó là một cái điều rất là mừng, để cái giáo pháp còn được hiển lộ, hiển dương trong thế gian chúng ta. Thì với những công đức đó thì quý vị cũng hoan hỷ cảm niệm những cái đóng góp to lớn này. Về phần cái bài giảng của sư thì cũng dựa trên những cái đề tài, thì thời gian trước sư cũng có một số các cái đề tài, nhất là đề tài của ngài trưởng lão Tịnh Sự, rồi ngài Phụ Chơn, ngài Giới Nghiêm, rồi một số các cái tài liệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nên qua cái sự nghiên cứu, tìm hiểu và để bản thân thực hành thì cũng có chút ít kinh nghiệm. Thì mình cũng không dám nói gì, cũng như là ếch ở ao làng, chỉ là những cái kinh nghiệm nhỏ nhoi, nhưng mà để chia sẻ ở trong đạo tràng để giúp cho quý vị có thêm những cái hiểu biết, rồi từ đó quý vị sẽ tra cứu tìm hiểu thêm. Thì bây giờ là cái điều kiện mà quý vị muốn tìm hiểu nó rất là nhiều ở trên internet, hay là hoặc là những cái trang Phật giáo thì nó cũng có rất là nhiều. Quý vị nếu có điều kiện, có thời gian thì cũng xem trên đó để quý vị có sự hiểu biết, để quý vị mở rộng thêm về kiến thức về Phật pháp. Thì qua trước khi vào những cái đề tài của bài học thì cũng xin trình bày một số điều. Rồi trước khi vào cái bài giảng tứ niệm xứ thì quý vị cũng phải tìm hiểu một số những cái danh từ, những cái đề tài nó, những cái danh từ này nó có liên quan. Thì trong nhiều bài kinh, nhiều bài kinh, thí dụ như những cái bài kinh gọi là đại niệm xứ, thì Đức Phật giảng giải rất là rộng. Thì tại sao mà gọi là niệm xứ? Niệm xứ đây là nó là một cái danh từ Hán Việt. Niệm là chỉ cho cái sự ghi nhận. Thì ghi nhận đây nó có hai: chánh niệm hoặc là tà niệm. Nhưng mà ở đây là chúng ta nhớ là chánh niệm. Chánh niệm đó, thì nó cũng có nhiều mức độ. Cái chánh niệm đó, một cái vị hành giả sơ cơ đó, là gọi là chánh niệm, nhưng mà cái hướng chánh, ghi nhận đúng đắn cái đối tượng, chứ không phải là ghi nhận những cái đối tượng sai lệch. Thành ra chánh niệm ở đây là đối với cái người sơ cơ là ghi niệm, ghi nhận chánh. Xứ là gì? Xứ là nơi, là chỗ, là cái vị trí để hành giả thiết lập, hành giả đặt cái sự niệm của mình vào cái đối tượng đó. Cho nên là cái niệm xứ là cái chỗ, cái vị trí để hành giả dùng cái đối tượng ở cái chỗ đó đó để quý vị đặt cái chánh niệm. Tứ niệm xứ là bốn chỗ, mình sẽ đi sâu vào chi tiết vào cái phần sau. Còn cái hôm nay cái giờ đầu tiên thì sư giới thiệu qua để quý vị nắm những cái danh từ, từ đó
khi mà mình gặp ở trong kinh sách, mình không có cái sự bối rối, không có hoài nghi, băn khoăn. Rồi một cái danh từ nữa là Vipassana. Cái niệm, cái thiền quán này, nó còn có những cái danh từ. Vipassana là sư sẽ giải thích từng phần. Cái chữ Vipassana đó là cái đúng cái từ ngữ của Pali. Thì cái gì? Thấy, thấy bằng nhiều cách. Khi mà thông thường á, quý vị thấy một cái đối tượng thì quý vị thẳng cợt ở trên cái bề ngoài. Nào, quý vị thấy cái đối tượng qua cái tục đế. Nhưng mà khi nào quý vị thực hành Vipassana thì quý vị thấy đối tượng như thế nào? Quý vị phải xuyên qua cái vỏ bề ngoài của nó, đi vào cái bên trong. Nếu mà mình nhìn trên cái tục đế, mình thấy là người nam, người nữ, đàn ông, đàn bà, trẻ con, thì mình thấy cái đó là thấy cái cạn cợt ở cái chế định của thế gian hay là tục đế. Thì khi mà thấy với cái thiền Vipassana đó, vì thấy đối tượng nó một cách sâu hơn, tức là thấy gì? Thấy danh và sắc đó. Mình lột bỏ cái lớp vỏ bên ngoài đi để thấy vào cái tính chất chân đế bên trong, thì mình thấy được, mới thấy được đó. Khi đó mình thấy được bằng nhiều cách, là thấy gì? Thấy đối tượng chỉ là danh và sắc. Tất cả ở trên thế gian này chỉ có danh và sắc mà thôi. Rồi danh sắc này từ đâu mà có? Danh sắc này do nhân, do duyên mà nó kết hợp để nó hiện bài ra đó. Thì nó có cái nhân quả đó. Nhân quả rồi cái gì nữa? Thấy cái danh sắc này đó, do nó có cái nhân duyên nó sanh khởi, thì đến lúc á nó cũng tan rã, nó hoại diệt. Cho nên là thấy nhân quả bằng nhiều cách ở đây á, là thấy danh sắc trên cái tính chất là nhân quả nè, rồi thấy danh sắc trên cái định lực tam tướng là luôn luôn là biến đổi. Luôn luôn là biến đổi, tức là vô thường. Mà khi mà quý vị hiểu rõ tường tận cái vô thường, thì quý vị sẽ hiểu hai cái kia là khổ và vô ngã. Cho nên cái danh từ mà Vipassana là thấy đối tượng bằng nhiều cách là như vậy. Rồi một cái danh từ nữa là minh sát hay là minh sắc tuệ. Thì ở đây là nó cũng đồng nghĩa với cái từ Vipassana. Nó được phiên dịch ra minh sắc hay là minh sắc tuệ. Rồi một cái danh từ nữa là thiền quán hay là thiền tuệ, tức là thực hành cái pháp quán. Đó là những cái danh từ mà quý vị cần phải hiểu biết để khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì quý vị khỏi phải lầm lẫn là sao có chỗ gọi là niệm xứ, có chỗ gọi là thiền Vipassana, chỗ gọi là minh sát hay minh sát tuệ, chỗ là thiền quán là thiền tuệ. Thì tất cả các cái danh từ này nè, tùy theo những cái vị dịch giả, mỗi vị thích
dùng những cái danh từ nào nó phù hợp với cái vị đó thì người ta sử dụng. Nhưng mà chung á, là chúng ta phải hiểu nó là chỉ cho thiền niệm tứ niệm xứ. Thì sư xin trước khi học thì sư cũng xin giải thích một số những cái ý nghĩa về cái thiền tứ niệm xứ để quý vị có những cái sự hiểu biết, để sau này nó tránh những cái thắc mắc rồi. Thì một cái vị hành giả đó, chúng ta phải biết cái ý nghĩa của cái thiền. Tại sao? Tại vì á, có một lần ở bên trường thiện bên Miến Điện thì vị thiền sư mới hỏi một cái vị hành giả, vậy chứ con hành thiền được bao lâu rồi? Thì vị hành giả mày nói dạ cũng được 7-8 năm rồi. Rồi thiền sư mới hỏi gì chứ mục đích của thiền là gì? Thì cô này trình độ văn hóa cũng thấp rồi này kia nọ thì chắc cũng không có cái hiểu biết, cho nên thì cô cũng nói thiệt, cô nói dạ con cũng biết thôi, thấy người ta hành thiền mình cũng hành theo chứ không biết. Đó, quý vị thấy khổ không? Khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó, chúng ta học một cái ngành học nào, chúng ta thực hành một cái pháp nào, chúng ta làm một cái công việc gì, thì chúng ta phải hiểu rõ cái mục đích của nó. Đó, khi mà chúng ta hiểu rõ được cái mục đích của nó đó, nó đem đến cái lợi ích gì, thì chúng ta sẽ có sự cố gắng nỗ lực. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta theo phong trào, rồi thấy người ta làm mình làm, nếu mình nói là gọi là tâm hữu trợ đó, thấy người ta làm mình làm chứ mình cũng chả biết nó có cái lợi ích gì, thì như vậy đó, chúng ta thực hành một cách mơ mơ hồ hồ, ù ù cạc cạc, tới đâu hay tới đó, người ta biểu sao làm vậy, biểu vậy cũng làm theo. Thành ra đó, nó vô ích. Cái sự thực hành của chúng ta nó không đem đến cái lợi ích. Mà nói thiệt, khi mà ngồi trong cái hội chúng đó, mà nghe cái cô đó cũng trả lời đó, mình thấy nó sao á. Cho nên á, là chúng ta phải biết cái mục đích của thiền. Cái thiền á, nói chung nó là chà má, nó là một cái pháp để mà đối trị với cái phiền não. Đó, anh em phải biết cái hành thiền á, nó như thế nào để mà từng bước mà mình thực hành cho nó có lợi ích chứ. Thì quý vị rằng thiền á, trước khi mà Bồ Tát chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác thì cái thiền đó là nó đã có xuất hiện ở thế gian rồi. Các cái giáo phái ngoại đạo, nhất là bên Bà La Môn, là người ta đã có những cái pháp thiền. Nhưng mà những cái pháp thiền này đó gọi là thiền hiệp thế, chỉ đem đến nội tâm an lạc, rồi có thể có khả năng chứng đắc các tầng thiền, hữu sắc hoặc là vô sắc, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hữu sắc, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô sắc. Thì khi mà cái vị hành giả mà hành cái thiền này đó, có sự cố gắng nỗ lực giữ gìn những cái chi thiền mà mình đạt được đó,
cho đến lúc khi mà chấm dứt tuổi thọ, thì do cái năng lực sẽ tái sanh vào những cảnh giới mà những cái chi thiền mà mình đã đạt được, tùy theo những cái chi thiền mà nó đưa chúng ta đi đến những cái giới tương đồng với những cái tầng thiền mà mình đã chứng đắc, tái sanh làm những cái vị chư thiên ở cõi trời hữu sắc, hoặc là đi đến những cái vị đại phạm thiên ở cõi trời vô sắc. Đó. Rồi cái thiền tứ niệm xứ hay là thiền quán, thiền tuệ, vipassana, minh sát, nó chỉ có ở trong Phật giáo mà thôi. Tại vì Bồ Tát, quý vị nhớ rằng á, ngày trước khi mà ngài thực hành cái đêm mà ngài thực hành để mà đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác, ngài nhớ lại những cái cách thức mà mình đã hành thiền để cho cái nội tâm nó an tịnh, nhưng mà không có đi sâu vào cái thiền định quá, chỉ ở trên cái tầng mức cận định, tạo cái nền tảng. Và sau khi mà đạt được cái trạng thái cận định rồi thì chuyển qua quán sát các cái đối tượng, các cái trạng thái danh sắc, để từ đó mà đạt đến cái tuệ giác, phá tan được tất cả những cái phiền não. Đó, cho nên á, cái thiền quán ở đây á, là nó chỉ lấy cái nền tảng là có cận định thôi. Đó, cho nên á, là khi mà một cái vị hành giả hành thiền cũng phải phân biệt thế nào là thiền định hay là samatha, thiền chỉ, thế nào là vipassana, thiền quán. Nó cùng một cái hơi thở, cùng một cái hơi thở thôi, mà một lúc đó, quý vị sẽ thấy rằng mình hành này là thiền định, mà chuyển qua một chút xíu nó là thiền quán, để quý vị nắm những cái yếu lĩnh này đó, để sau này quý vị thực hành cho nó đạt được cái kết quả. Thì sự thật ra đó, tại sao mà sư hơi vòng lòng vòng ở cái giai đoạn đầu? Thì thường thường đó, khi mà quý vị đi vào những cái trường thiền đó, thì các ngài thiền sư không có thời gian để mà giải đáp những cái này. Thứ nhất là cái số lượng thiền sinh nó rất là đông. Thứ hai á, là những người mà tìm đến trường thiền thì các cái vị thiền sư đã nghĩ rằng những cái người này cũng đã trải qua những cái nghiên cứu rồi, những cái căn bản, cái pháp căn bản phải biết. Cho nên là khi mà đi vào bất cứ trường thiền nào là bắt đầu người ta cho quý vị nhận cái đề mục rồi bắt đầu mà làm việc liền. Đó, cho nên á, có một số những cái vị mà chưa có điều kiện tìm hiểu về thiền thì gặp bối rối. Gặp bối rối. Bây giờ niệm, biểu niệm hơi thở vô thở ra, hơi thở vô ra, rồi niệm phòng xẹp, mà như cái số lượng thiền sinh quá đông, thiền sư chỉ biểu ơn về niệm tùy theo những cái trường thiền. Ví dụ như mình đi vào những cái trường thiền mà hệ thống Ma Si thì sao? Phòng xẹp rồi,
chú ý vào phòng xẹp ở bụng rồi rồi về hành đi. Còn nếu mà những trường thiền khác thì tùy theo cái đối tượng. Cho nên là phải quý vị phải phân biệt được cái bình hành như thế nào là thiền chỉ và cái nào là thiền quán. Thì khi mà quý vị dán áp tâm chú tâm duy nhất trên một đối tượng, đó là samatha, là thiền định. Dán áp chú mục vào một cái đề mục đó mà thôi, ngoài ra không chú ý gì cái khác. Ví dụ như bây giờ mình niệm về hơi thở vô hơi thở ra, mình chú tâm hoàn toàn vào cái hơi thở thôi. Thì đó là thiền định samatha. Còn nếu chúng ta lùi ra một chút, chúng ta cũng chú tâm vào cái hơi thở, nhưng mà chúng ta lùi ra một chút rồi chúng ta ghi nhận những cái đối tượng xung quanh. Bất cứ một đối tượng nào nó lúc đó nó xuất hiện mà mạnh hơn cái hơi thở, mình liền ghi nhận. Hoặc là cùng là hơi thở nhưng mà quý vị ghi nhận cái chuyển động của hơi thở. Cái này nó khác chút xíu đó thôi. Khi mà quý vị dán áp, quý vị chú ý vô trong cái hơi thở đó, thì gọi là thiền chỉ. Mà cùng cái hơi thở mà quý vị không quá chú vào cái hoàn toàn vào cái hơi thở, mà quý vị dù vào quý vị quán sát vào quý vị cái chuyển động, thì đó là thiền quán. Tại vì khi mà quý vị chú hoàn toàn chú mục vào cái hơi thở đó, là quý vị chú trên cái danh từ thở vô thở ra, thở vô à thở ra, thở vô à thở ra, phòng à sọp à phòng à sọp à, nó là hoàn toàn ở trên cái tục đế. Nhưng mà cái mục đích á, lúc đó nó làm cho chúng ta có cái định. Nhưng mà ở trong thiền quán là không có đi sâu vào trong định quá, mà khi đạt đến cái trạng thái cận định thì phải chuyển qua quán. Thành ra đó, khi mà mình thấy cái tâm mình nó an tịnh rồi đó, thì mình không quá áp vào cái đề mục là hơi thở, mà lùi ra để bắt đầu quán về xem ghi nhận về cái gì, về cái sự chuyển động. Mà cái chuyển động này tính là cái tính chất chân đế, hoặc là cái gì, hoặc là nóng hơi thở, nóng sao, lạnh sao, ấm sao, rồi rần rần nó tê sao. Đó là những cái tính chất. Thì khi mà quý vị thấy được những cái chuyển động nè, những cái trạng thái cảm giác nóng lạnh, tê tê rần rần gì đó, nó là cái tính chất chân đế. Nó luôn luôn là thay đổi, nó luôn luôn là sanh diệt, thì mới thấy được cái tam tướng của dạng pháp. Còn khi kia mình chỉ dán áp vô, mình thấy nó không có thay đổi gì đâu. Cứ thở vô thở ra, thở vô à thở ra à, thở vô à thở ra à, phòng à sộp à, phòng à sộp à, nó hoài hoài như vậy. Thành ra đó, trên cái đối tượng tục đế thì nó sẽ không có thay đổi, nó không có sanh diệt, mà trên đối tượng chân đế thấy rõ thực tánh thực tướng của nó thì nó mới thay đổi. Đó là hai cái để quý vị phân biệt. Thường thường á, thì người ta khi mà quý vị hành giả mới vô ngồi đó, thì chừng khoảng chừng 5-3 phút đầu đó, thì mình cần phải
dán hấp niệm mạnh trên cái hơi thở. Nhưng mà khi mà cái thấy cái tâm mình nó an tịnh rồi đó, thì bắt đầu chuyển qua cái thiền quán, à, gọi là chỉ quán song tu đó. Tức là lúc đầu mình vô mình ngồi dành ra khoảng chừng 5-10 phút đầu đó để cho cái tâm nó an tịnh thì mình sử dụng cái thiền chỉ. Nhưng mà khi cái tâm nó bắt đầu an tịnh thì mình sẽ chuyển qua thiền quán. À, còn đối với những cái hành giả mà đã thuần thành rồi, những kiếp quá khứ mình đã từng thực hành rồi, trong cái kiếp hiện tại này đó mình đã có những cái kinh nghiệm sẵn, khi mà thời gian mình tu tập một thời gian rất lâu, mình có kinh nghiệm rồi, thì có thể là khi chúng ta bắt đầu cái thời thiền thì mình không cần phải hỗ trợ. Tại vì á, khi mà quý vị cái định ở trong thiền quán nó vẫn có, mà sát na định đó. Thành ra đối với những cái vị mà nó đã có cái kinh nghiệm rồi đó thì không cần phải trải qua. Nhưng mà những cái vị mà sơ cơ đó thì cần phải tạo một cái nền tảng, một cái thời gian đầu vô. Bởi vậy mà thiền sinh vô hành thì phải trình pháp để các cái vị thiền sư biết được cái điều kiện, cái định tâm của hành giả nó như thế nào để bắt đầu chuyển qua thiền quán. Còn nếu mà mình cứ chú mục vào cái hơi thở phòng xẹp thì coi chừng mình muốn đạt được cái tuệ giác thì rất rất là khó. Thì bởi vì ngay từ đầu là mình đặt cái mục tiêu nó sai rồi. Thành ra lúc đó là chúng ta có cái tâm an tịnh, nhưng mà tuệ giác kinh nghiệm về các cái pháp thì chúng ta không có được. Cho nên chúng ta phải hiểu biết những cái pháp này nó hết sức là căn bản, để khi mà chúng ta áp dụng thực hành thì chúng ta không có sai lầm, chúng ta không có bối rối rồi lây quay tìm hiểu mất thời gian, và nó không đem lại kết quả. Rồi một cái vấn đề mà hết sức là quan trọng á, của một vị hành giả khi mà chúng ta vào thực hành thì cái đề tài là gì? Là niệm xứ, đúng không? Cho nên á, những kỹ thuật nó đòi hỏi chúng ta cái điều cốt yếu ở đây là cái niệm. Cái chi pháp thứ nhất là niệm, là xá tí, hay là nếu mà nói ở trong cái di diệu pháp là sở hữu niệm. Tức là sao? Cái niệm nó có chức năng là ghi nhận, ghi nhớ, không quên, không có lẫn lộn. Ví dụ như khi mà cái vị mà hành giả mà quan sát cái hơi thở vô thì không có được lầm lẫn với cái hơi thở ra, mà quan sát cái hơi thở ra đó thì không được lầm lẫn với hơi thở vô. Tại vì cái hơi thở vô nó hoàn toàn nó chấm dứt rồi thì mới có cái hơi thở ra, và hơi thở ra nó chấm dứt hoàn toàn rồi á, thì mới có hơi thở vô. Cho nên á, cái ghi nhận này chúng ta phải ghi nhận và nhớ rõ ràng đúng đối tượng, không có sự lẫn lộn. Rồi cái sự chánh niệm này đó nó phải liên tục trên đối tượng. Ngay trong cái giây phút hiện tại, ngay giây phút mà cái thở vô nó hiện khởi, chúng ta phải ghi nhận, chứ không phải cái hơi thở vô nó sanh khởi một lúc rồi đó mình mới niệm thở vô, rồi cái bắt đầu nó diệt một hồi rồi mình mới biết là hơi thở vô nó diệt. Ngay giây phút nào nó sanh khởi mình biết,
nó kéo dài mình biết, nó chấm dứt mình biết, biết rõ ràng từng chặng từng chặng từng chặng như vậy à, mới gọi là cái niệm đúng à, cái sự nhận thức về đối tượng một cách rõ ràng, không có lẫn lộn. Rồi à, quý vị còn có danh từ gọi là miên mật, phải ghi nhận một cách là miên mật, tức là nó không có được lơi lơi, không có được có một cái khoảng hở à. Quý vị thấy mà những cái người mà người ta làm những cái mùng á, sao nó phải kín thì con mũi nó không có vô được. Thì cái niệm của quý vị phải khít khao, phải khít khao liên tục, không có kẽ hở. Tại vì khi mà mình có một cái kẽ hở thì sao, cái phiền não nó sẽ nhảy vô à, nó chen vô, nó ngăn chặn liền, tìm cái nó sanh khởi liền đó. Cho nên gọi là miên mật à, tức là nó khít khao liên tục, giống như mà à, quý vị mở cái container, cái robinet đó, cái dòng nước nó chảy xuống, tự trên nó chảy là phải liên tục. Còn nếu mà quý vị nhờ mở mà cái hạn chế nó rớt từng giọt à, thì như vậy nó không phải là miên mật à. Có một cái số danh từ là chúng ta phải hiểu vậy đó. Miên mật cái này là nó khích cao không có kẽ hở à. Rồi tỉnh giác à, tỉnh giác là cái sự sáng suốt nhận biết đúng những gì nó xảy ra ngay lúc đó, đối tượng nó như thế nào mình biết nó như thế đó, không thêm mà cũng không bớt, không suy tính, không có à, coi như so sánh à, không có dính mắc, cũng không có xua đuổi à, nó như thế nào mình biết, ghi nhận đúng như vậy thôi à. Thì cái tỉnh giác này nó là sambat chánh giác, nó là tuệ nhận biết. Tại vì cái anh niệm á, ảnh chỉ là cái anh lính giữ cửa thôi. Có người nào đi vô anh biết, có người nào ra anh biết, vô ra biết. Nhưng cái ông quan mà trấn cái thành này nè, ổng đứng ở đây ổng quan sát những cái người nào mà có những cái hành vi như thế nào, ổng nghi là những kẻ xấu trộm cướp hay là những cái kẻ mà do thám của quân địch nó đi vô thành à, ổng sẽ ra lệnh để cho ông kia là không có cho vô đó. Thành ra cái niệm luôn luôn là nó phải đi kèm với cái tỉnh giác để phân biệt à. Còn nếu mà cái tỉnh giác này không khéo á thì sao, một hồi phiền não chen vô bắt đầu nó sai lệch, nó kéo mình đi về những cái chuyện quá khứ tào lao thiên địa vậy đó à. Bởi vì cái niệm lúc đó, cái niệm của mình nó không khích khao, rồi cái tỉnh giác của mình không có mạnh á, không có đủ sáng suốt để mà nhận định cái nào là đúng cái nào là sai, thì sao, bị phóng tâm trạo hối à, chạy lan man quá khứ, nhớ tưởng những cái chuyện hồi thời cố lỉ cố lai nào hồi còn nhỏ hay là 5-10 năm trước rồi vậy đó. Thành ra đó hai cái này nó rất là quan trọng trong cái sự thực hành à. Và cái chi pháp thứ ba đó là cái sự nhiệt tâm. Nhiệt tâm ở đây nó cũng gần gần với cái sự tinh tấn đó, nhưng mà nó nhẹ hơn, tức là cái này á không phải quá sức tinh tấn, nhưng mà mình thấy mình vui hoan hỷ trong cái pháp hành của mình à, mình không có chảnh mãn à, trong cái việc mà cái niệm với cái sự tỉnh giác của mình đó.
Những cái này đó, khi nào đi vào những cái bài sau thì sư sẽ phân tích sâu hơn để quý vị cái tỉnh giác nó có bao nhiêu mức độ. À, rồi cái nhiệt tấn nó có bao nhiêu mức độ. Này quý vị sẽ thấy à, có những lúc đòi hỏi mình phải nỗ lực rất là nhiều, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng phải đòi hỏi tinh tấn tinh tấn tinh tấn tinh tấn tinh tấn quyết liệt, mà có những lúc cái tinh tấn nó vừa phải thôi. À đó, à mình hoan hỷ có sự thích thú, ví dụ cũng làm một cái công việc ha, cũng làm công việc nhưng mà người ta bắt buộc mình làm, à thì mình làm, nhưng mà sao nó không có hăng hái, yeah. Tại vì làm trong cái sự bắt buộc mà, à mày mày làm không, mày không làm là tao đánh đập mày hay cái gì đó, thì mình bắt buộc mình làm, à rồi mình làm trong cái sự sợ hãi, bây giờ cái chết nó ở phía sau, bây giờ mình phải chạy cho lẹ, ta kêu mình chạy trốn chết, chạy cho lẹ, để không thôi chết. À, lúc đó làm cũng tinh tấn nhưng mà trong cái sự sợ hãi, quyết liệt nhưng mà trong sự sợ hãi. À, còn cái mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta biết rằng làm cái điều này đó là để đem nó đến cái lợi ích cho bản thân, để dung bồi trí tuệ, để có được những cái kinh nghiệm tốt đẹp trong đời sống, thì nó không có quyết liệt như hai cái kia, mà à, nó cũng vừa phải. Thì cái nhiệt tâm ở đây là tức là nó không phải mạnh mẽ như là cái tinh tấn, mà nó vừa phải thôi. À, chúng ta có cái sự nỗ lực hoan hỷ với cái thiện sự mình làm với sự hiểu biết sẽ đem đến những cái lợi ích. Đó là những cái kỹ thuật, những cái phương pháp quan trọng để mà quý vị nắm được. Để chi? Khi mà thực hành đó là ba cái chi pháp này nó là quan trọng. Còn cái vấn đề mà cái hoài nghi á, ngồi bán già, ngồi kiết già, à, ngồi khoanh tròn, ngồi trên ghế gì đó, cái đó là chỉ là những cái nó để giữ cho cái hoài nghi vững vàng, chứ không phải là nó là quyết định cái vấn đề mà thực hành quán niệm của mình. À, mà cái quán niệm đây đó là đó đó, để chúng ta đừng phân vân, à, phải ngồi như thế này, phải ngồi kiết già, à, phải ngồi kiết già thì pháp nó phát sanh, à, nó ít phóng tâm. Không phải, không phóng tâm hay không phóng tâm là do mình niệm cái tỉnh giác này nè, nó có khít khao, nó có nguyên mặt không, hay là mình niệm mà rời rạc cái ý niệm, cái sự niệm của mình nó rời rạc quá, à, cái tỉnh giác của mình nó không có sáng suốt, nó lờ mờ, nó mệt mỏi, cũng biết vậy, nhưng mà biết cà lơ chứ không phải là biết một cách tường tận rõ ràng, không? Để mà chúng ta không có lầm lẫn, à đó, mình những cái pháp nào là nó cần yếu và nó quan trọng cho cái pháp hành, à, chứ còn không phải rồi là cãi nhau tùm lum, mà là phải ngồi như thế này, chân mặt phải đặt lên chân trái, à, tay mặt đặt lên tay trái, rồi phải ngồi cái hoài nghi như thế này. Thì cái hoài nghi chẳng qua là nó giữ cho quý vị có một cái tư thế, à, cho nó vững vàng, à, không bị ngã tới ngã lui. À, rồi cái nữa là gì, là à, khi mà cái hoài nghi của mình ấy, nó không quá khô cứng, mà nó cũng không quá là lỏng lẻo, nên là cái tư thế sao bây giờ ha, bây giờ mình ngồi sao mình à, ngồi kiết già bán già bành tròn gì đó, thì mình thẳng lưng lên,
mình thắng lên, nhưng mà sau đó cái bắt đầu mình thả lỏng liền đó. Tại vì khi mà quý vị mà khô cứng quá, cái hoài nghi mà nó cứng nhắc quá thì sao? Nó sẽ làm cho cái lòng cứng nó làm cho các cái sự lưu thông của máu, hay là hoặc là cái lưu thông của cái luồng không khí của thở vô thở ra nó không có lưu thông một cách là tốt đẹp à, thì sao? Thì ngồi nó mau đau, mau tê, mau nhức à, nó tức ngực rồi kia nọ à, cho nên á là cái tư thế thì cũng không có quá gồng cứng căng cứng, mà cũng không có quá mà lỏng lẻo cũng được, cho nên nó vừa phải đó. Thì chỉ vậy thôi đó, là ba cái à, về cái quan nghi thì nhớ là nó có tính chất là như vậy đó à, vừa phải, không quá gồng cứng mà cũng không quá à, lỏng lẻo cũng được. Rồi nhớ là niệm nè, rồi tỉnh giác nè, và nhiệt tâm ha, nó phải luôn luôn đầy đủ hiện khởi à, thì à, quý vị sẽ có một cái thời gian à, rất là tốt đẹp à, cho nên à, cái buổi hôm nay đó thì chị giới thiệu sơ lược những cái yếu lĩnh à, những cái điều mà quý vị cần nắm trước khi vào cái à, 37 pháp, để nếu mà những cái này mà nếu mà quý vị mình không có nắm vững á thì vô bắt đầu nó rối à, cho nên những cái gì đó mình đi từng bước từng bước à, với à, cái quan niệm của sư á, thì không có vội vã à, mà mình đi từng bước chậm nhưng mà chắc và liên tục à, thì nó sẽ đem đến cái kết quả tốt đẹp. Chứ còn nếu mà chúng ta vội vã à, thì rồi bắt đầu rồi vô tới đó rồi bắt đầu cái chi pháp nó rất là nhiều, rồi những cái đầu này mà mình không giải quyết cho nó sáng tỏ, nó vô động á nó rối mù ở trên, rồi quần đi quần lại, quần đi quần lại, giải thích đi giải thích lại à, nó vừa mất thời gian của quý vị à, và nó làm rối thêm à. Cho nên á thôi bữa nay thì mình chỉ cần hiểu biết nhiều đó đi, rồi ngày mai thì chúng ta sẽ đi đến cái bài đầu tiên, tức là tứ niệm xứ à, hôm nay để à, giải thích quý vị đôi điều à, những cái này là những cái yếu lĩnh cho à, những cái vị mà mới tìm hiểu à, những cái vị hành giả sơ cơ. Thì à, nếu mà quý vị mà đã từng thực hành lâu rồi thì cũng hoan hỷ ha, để cho mấy vị mà ta mới bắt đầu ta tìm hiểu, cho người ta có cái hiểu biết cho nó cặn kẽ tường tận để dễ thực hành à, thì sư cũng xin chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết chút ít để quý vị có thể bắt đầu chuẩn bị, để rồi chúng ta học và chúng ta sẽ thực hành 37 cái pháp này đó. Là mình học và mình phải thực hành, chứ không phải là mình chỉ học không à, thành ra đó cái này là vừa học mà vừa phải thực hành, học đến đâu học đến đó à, Đức Phật dạy những gì ngài thực hành và ngài thực hành những gì ngài dạy à, muốn chúng ta muốn có sự tiến bộ thì phải theo cái gương của Đức Phật à, chúng ta học những điều để chúng ta đem ra thực hành, và chúng ta thực hành những điều mà mình đã học được à, thì cái sự tu tập của chúng ta à, trí tuệ và kinh nghiệm à, thì nó sẽ đi song đôi nhé. Và với phước báo này kính chúc chư tùng đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tùng nữ cũng như quý phật tử à, có thêm được những cái hiểu biết để áp dụng à, trong sự thực hành, trong đời sống, để đem đến một sự an vui tốt đẹp, nỗ lực và thực hành các cái thiện sự ngay trong đời sống hiện tại và hướng đến an vui giải thoát trong ngày vị lai. Bây giờ thì xin mời quý vị à, có thể à, chia sẻ thêm
những kinh nghiệm, những sự tu tập của mình, hoặc là có những gì thắc mắc thì nêu lên để chúng ta cùng thảo luận, chia sẻ, giải đáp. Dạ bây giờ xin cung thỉnh cho Tùng Đức cũng như mời tất quyền tất cả quý vị trong đạo tràng. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri pháp thành và bạch sư, với cái trình độ về pháp hành và pháp học của sư, sư giảng tụi con nghe rất là phê luôn phải không quý vị? Xin cả nhà cho sư pháp thanh những cái tràng bông thiệt là bự nha quý vị, quá là hay phải không quý vị? Dạ nếu mà mình có thực hành rồi mà nghe sư pháp thanh giảng vô những cái từ pháp học, những cái mà trong tâm của tụi con á, nó thắc mắc á, nó lớn cấn những cái chi tiết rất là nhỏ đó bạch sư, thì khi mình ngồi thiền xuống mình mới thấy. Mà nhiều khi mà mình thấy rồi đó thì mình lên mình gặp bạn hay làm những bạn đạo, hoặc là mình gặp thiền sư thì mình lại quên tổng. Và tụi con rất là tri ân sư, sư đã đem hết những cái bí quyết võ công của sư để truyền cho tụi con. À, quý vị ơi, nếu mà có rảnh á, thì quý vị cứ lúc mà mình lên xe đó cứ nghe tới nghe lui những cái này rất là hay nha quý vị, rất là cần cho pháp hành của tụi mình. Và bạch sư, Nguyên Như có một câu hỏi này là khi mà mình ngồi hoặc là kiết già, hoặc là bán già, hoặc là bánh tròn giống như sư dạy đó, thì con có để ý khi mà mình nhúc nhích bất cứ cái phần nào, giống như mình nhúc nhích cái chân nào, mình nhúc tới nhúc lui, hoặc là nhúc nhích trong cái tay, khi mà mình để tay trái lên tay phải, hoặc là tay phải lên tay trái đó bạch sư, thì cái định hoặc là cái cận cái sát na định, hay là cận định, hay là cái định của mình luôn á, thì nó sẽ bị phân tán liền tức thì. Nhưng mà con để ý khi mà con di chuyển cái lưng thôi đó sư, tức là sau khi một hồi một mình con ngồi một hồi lâu, hay là khoảng nửa tiếng hay hoặc một tiếng hay hai tiếng gì đó, khi mà cái xương sống nó hơi giống như hơi sệ xuống một chút á, khi mà con từ 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 con thẳng lên đó sư, thì cái định nó lại không có mất, mà nó vẫn y chang như vậy. Giống như hoặc là con hơi thở sâu vô thì con để ý rõ ràng là cái định nó vẫn giữ nguyên, nhưng mà mình chỉ cần nhúc nhích một cái tế bào gì của trong cái ngón tay ngón chân, hoặc là bất cứ gì trong thân thể mình nhích lên, cái mông mình nhích lên một chút xíu là nó bị ra khỏi cái trạng thái thiền liền. Sư có thể giải thích cho tụi con là tại sao như vậy, và những cái con thấy đó nó có đúng không vậy bạch sư? Và con dân xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thì quý vị học ở trong di pháp, danh và sắc nó luôn luôn là nó có một cái mối tương quan lẫn nhau rất là khăng khít. Mà khi mà sắc nó thay đổi, mà nếu mà danh nó không có theo sát thì sao? Định nó mất liền. Còn nếu mà trước khi mà mình thay đổi cái sắc á, cái thân á, cái lưng, cái tay, cái chân gì đó, bây giờ mình quan sát nó đến cái mức độ rồi mà cái sự kham nhẫn chịu đựng mình nó không còn có thể mà kham nhẫn được nữa, thì mình có thể thay đổi. Ở đây là cái lời dạy này không phải là tự sư nói nha, ở đây là cái lời dạy của ngài Hòa thượng Sri Minh, trong một cái thời pháp đó ngài giảng như vậy đó. Tại vì á, cái sự hành thiền không phải là cái áp chế, nhiều người hiểu sai lầm. Bây giờ là phải giữ cái oai nghi chừng nào mà hết giờ mới được xả, không còn khoảng chừng 5-10 phút nữa mà giờ nó tê nó đau nhức quá rồi, bây giờ ráng cắn răng trấn mình ngồi chịu đựng, cái đó là sai. Cái thái độ đó là cái thái độ không có chân chánh. Đức Phật không có cấm mình, nhưng cái sự thay đổi trong chánh niệm tỉnh giác, lúc đó mình quan sát mình thấy là cái mức độ kham nhẫn của mình á, là nó
nó không còn chịu đựng được nữa, mình đừng có để cho cái tâm sân, nó sân khởi. Hay là hoặc là mình muốn xua đuổi cái sự đau tê nhất đó, à, cho nên nó là sao? Mình biết, à, mình sẽ thay đổi, tức là phải có cái trước, cái tác ý nó sanh khởi trước rồi bắt đầu thay đổi, thì như vậy cái định nó không mất. Bây giờ nhớ vậy đó, phải có cái tác ý rồi cái hành động mới chuyển ra, thì cái định nó vẫn giữ. Và chúng ta thay đổi chậm chậm để lấy cái sự thay đổi đó là cái đối tượng để mình quan sát, à, thì như vậy cái định nó không có mất. À, khi mà mình thấy là bây giờ nó tê, nó nhức quá rồi, à, bây giờ mình cần phải thay đổi. À, với cái trí tuệ hiểu biết chứ không phải thay đổi với cái phiền não đó, thì bắt đầu cái hành, cái tác ý, cái bắt đầu cái từ từ cái hành động nó diễn ra chậm chậm. À, hồi nãy bây giờ mình thấy nó tê, nó đau nhất không, mình chỉ vừa có cái tác ý thay đổi, mình nhích chút xíu em, thì sao cái tê cái nhích này nó thay đổi liền, nó giảm liền, nó giảm, nó chạy, nó di chuyển đó, để mình thấy quan sát cái cảm thọ nó luôn luôn là nó thay đổi, nó vô thường. Rồi cứ như vậy từng chút đó, thì á Ngài mới nói là không có cái đề mục nào là tốt, cái đề mục nào là xấu. Khi mà chúng ta biết tất cả các pháp nó đều cho ta những cái kinh nghiệm rất là quý báu, mình cứ nói là phóng tâm mà. Phóng tâm là không có tốt, ráng cố gắng nỗ lực giữ chánh niệm, đừng cho phóng tâm. Nhưng mà Ngài nó không có phóng tâm, mình cũng coi nó như là một cái đề mục. À, đó, bây giờ á, trong một thời thiền mà giờ phóng tâm 100 lần, 1000 lần, mình cũng vẫn ghi nhận và mình đem nó trở lại. À, tại vì sao? Tại vì mình cứ đúng sai, tốt xấu, à, rồi cái tưởng của mình á, à, trời, thời thiền này cứ ngồi nó không có được cái gì hết, phóng tâm hoài. À, mình có sự so sánh. Chứ sự thật ra đó, tại sao mình phóng tâm? Cái sinh hoạt của tâm nó luôn luôn là như vậy. À, nhưng những cái điều này á, nó mạnh hơn cái niệm của mình, nó cái tỉnh giác của mình, cho nên nó kéo nó chạy đi. Bây giờ mình nó chạy đi, mình biết, mình đem nó trở về. À, cứ như vậy á, đừng có so sánh là tốt là xấu thì khác, rồi cái bắt đầu cái này thành ra đó, tất cả nó là pháp ở khắp mọi nơi. À, điều tốt nó cũng cho mình kinh nghiệm, mà những cái điều xấu mà mình biết với trí tuệ nó cũng là những cái kinh nghiệm quý báu trong cái pháp hành của mình. À, cho nên á, là khi nhớ danh sắc, à, khi mà mình muốn thay đổi mà mình vẫn không có mất định á, là sao? Phải có cái sự quan sát, cái tác ý, rồi sau đó hành động, à, chuyển ra lần và chúng ta lấy cái sự thay đổi, à, sự xê dịch, thay đổi hoài nghi làm cái đối tượng quan sát. Ngay lúc đó nó sẽ cho mình những cái kinh nghiệm, những cái bài học rất là quý báu. Và xin chia sẻ với cô Như, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Xà thú. Dạ, kính thưa quý vị, Nguyên Như sẽ có những câu hỏi này, có những cái câu mà sẽ đi ngược lại cái lời giải của sư. Nguyên Như chỉ hỏi ra cho nó tường tận để mà sư có thể là giải đáp cho chúng ta, chứ Nguyên Như không có hề có ý bất kính nha quý vị, đừng hiểu lầm nha quý vị. Dạ bạch sư, con có một cái câu hỏi này. Khi mà con nghe sư giảng về cái chỗ là nếu mà mình quá đau thì mình phải mình dùng cái chánh niệm của mình, rồi mình từ từ mình chuyển dịch như vậy, cái đó sẽ đúng cho những cái chư vị hành giả mà đã tập lâu rồi, cái tâm nó đã thuần thục rồi bạch sư. Còn như mà những cái vị mà mới vừa tập vô
thì mình gọi là cái tâm mình nó như là tâm viên ý mã, nó như con khỉ, từ sáng tới tối nó cứ nhảy lung tung lang tang. Thành ra khi mà được nghe là chuyển đổi tư thế, miễn là mình có chánh niệm, bạch sư, mà thiệt ra cái vị đó chưa có chánh niệm gì hết. Nếu mà mình cho người ta nhúc nhích như vậy thì trong vòng một thời thiền, con thấy nhiều khi trong một phút cái quý vị đó nhúc nhích đến 10 lần lận sư. Mà con có nghe những cái vị chư tăng thì bắt là trong vòng 15 phút không được nhúc nhích, hoặc là 10 phút không được nhúc nhích. Tự vì khi mà cái tâm mình và cái thân, thì cái tâm mình nó rất là khó train, nó rất là khó mà thuần thục, mà cái thân thì nó dễ hơn. Thành ra khi mà cái thân của mình mà mình chưa tập được thì sao tập tới cái tâm. Thành ra coi như là du di trong vòng 10 hay 15 phút cho những cái người mới đó, bạch sư, thì không được nhúc nhích. Tự vì lúc đó thiệt ra chưa có đau gì hết, mà nếu mà càng nhúc nhích thì nó lại càng nhúc nhích, mà lại càng muốn nhúc nhích thì nó lại càng muốn nhúc nhích. Như vậy xin sư, nếu mà có những cái cách như vậy thì có nên bắt buộc cái người mới phải khó khăn là không được nhúc nhích như vậy không vậy sư? Dạ, nguyên như con xin kính dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ca. Quý vị biết rằng có những cái câu hỏi, những cái trường hợp mà ngài Mục Kiền Liên hay ngài Kim Bí Lá đó, ngài nêu lên để hỏi với tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất, thì đối với các vị cái trí tuệ của ngài Mục Kiền Liên hoặc là Ná hay là ngài Kim Bí Lá đó, đâu có phải là các ngài không có hiểu, nhưng mà vì các ngài biết các vị tăng tỳ khưu, các vị sa di có những cái điều mà người ta còn thắc mắc, còn hoài nghi, nhưng mà người ta không có dám hỏi. Cho nên là ngài Mục Ca La Ná, ngài Kim Bí Lá mới nêu lên để ngài Xá Lợi Phất giảng giải cho quý vị đó được hiểu. Chứ không phải là mình có nhiều khi mình nêu lên câu hỏi đó là mình không hiểu, mà chúng ta hiểu vậy. Để quý vị mạnh dạn, thí dụ như có những người bạn mình nói với mình nhưng mà người ta không dám nêu lên, thì có thể mình biết những cái ý, những cái thắc mắc, những cái câu hỏi đó mình nêu lên để cả đạo tràng nghe, để mà giải tỏa được. Thì cái điều đó là cũng rất là tốt. Đó là rồi một cái nữa đó, cái thứ hai đó là không phải là khi nào mà cái tâm mình nó thúc đẩy, nó biểu mình đổi liền. Chúng ta phải có sự tu tập, có sự kham nhẫn. Thí dụ như bây giờ mới có 10, 15 phút rồi, cái tâm mình nó giải đãi, nó muốn là muốn thôi, đau quá đổi đi. Chúng ta đừng có vội vàng làm nô lệ cho nó sai sự cái mình đổi liền. Nếu mà mình cái phiền não mà nó sai sự, nó biểu mình đổi hoài, mà đổi hoài thì làm sao tu định đâu còn nữa. Lúc đó phiền não nó ngự trị rồi, niệm tuệ rồi nó bay, nó tuốt mất tiêu hết rồi. Cho nên á, khi nào mà nó biểu đổi đi, đau quá, tê quá, nhức quá, đổi đi, mình cảm nhận, mình dạy nó, mình phải chủ động mình dạy nó lại. Khoan, từ từ hả. Bây giờ ráng 5 phút 3 phút nữa đi, chừng nào chịu đựng không nọ được thì đổi, thấy không? Cái bắt đầu nó êm chút, cái bắt đầu cái là nó đổi nữa, nó cào nhào, nó đổi đi, đau quá rồi, tê quá rồi, nhức quá rồi, nằm xuống đi. Mình dụ nó, mình phải có trí tuệ. Từ từ, chưa mà có gì đâu, từ từ chút xíu. Chừng nào không được á thì mình sẽ đổi. Chứ quý vị đừng có
đừng có sân lên rồi bây giờ tao không đổi, tao không đổi mày làm gì tao, không? Thì lúc đó là gì, là sai rồi, là phiền não, là sân sân lên rồi đó. Thành ra đó mình phải phải tập, à phải tập, phải phải dỗ ngọt nó, vừa dịu ngọt mà vừa cứng rắn, à không, chứ mình đừng có dội vàng, à tại vì lâu nay á nó sai khiến mình, nó khống chế mình quen rồi, à bây giờ mình phải thoát ra, mình phải có trí tuệ, mình sửa đổi nó, à khi mà nó biểu mình á thì mình cũng phải có trí tuệ để mình lấy nó, à mình lấy. Rồi chừng nào đó, đến lúc nào với trí tuệ quan sát, à cái mức độ kham nhẫn của mình á, cái sự chịu đựng mình đến đây là vừa và vừa. Bây giờ là cần, còn hồi nãy á, trước đó là muốn, phiền não nó thúc đẩy muốn, nó khác à. Còn bây giờ với trí tuệ quan sát đến đây chừng mức này là vừa phải, cần phải thay đổi, thì chúng ta lấy cái đề mục đó để mà mình thay đổi, thấy không? Nhưng mà trong một thời thiền không nên thay đổi nhiều quá, à một lần, à, cùng lắm là hai lần là dữ lắm rồi. Chứ còn nếu mà mình thay đổi hoài thì cũng nó không có lợi ích, tại vì á, lúc đó là thì sao, mình cứ trốn chạy, mình trốn chạy phiền não là gì, là mình lấy cái tâm sân, à tại vì mình không chấp nhận cái hoàn cảnh này mà mình đổi qua cái hoàn cái điều kiện khác, à thì sao, mình chịu sự sai sử của phiền não, à còn mà giới trí tuệ thì thật sự ra trong một thời thiền là mình chỉ thay đổi một một lần là nhiều nhất rồi, à chứ không nên mà thay đổi thường xuyên. Thì theo các cái lời dạy của các vị thiền sư và với kinh nghiệm thì sư cũng xin chia sẻ với cái thắc mắc của quý vị, và cầu chúc tất cả an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú sa thú sa thú, dạ con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ con biết, bởi vậy khi mà sư dạy cái gì Nguyên Như phải hỏi ra cho rõ, chứ còn nếu mà không á là bà con đem về là mỗi người xài mỗi kiểu đó sư. Sư đem cái con dao ra mà đem về sử dụng như cái kiếm thì nó cũng hơi khó, từ cái kiếm nó dài mà con dao thì nó ngắn. Dạ sa thú quá phải không quý vị? Dạ ngày đầu tiên con nghĩ là đạo tràng cũng giống như con, rất là hoan hỷ đối với những lời dạy của sư. Sư có một cái pháp học rất là cao, và cái pháp hành của sư đi thêm ngay song song như vậy thì sư dạy cho tụi con rất là hay. Tụi con rất là sa thú bạch sư. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ. Nguyên Như xin, dạ con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Vavatu sabba mangalam rajkam tu sabba devata sabba bhuta anuphavena sada sauti pavantu te vavatu sabba mangalam rajkam tu sabba devata sabba dhamma anuphavena sada sauti pavantu te vavatu sabba mangalam rajkam tu sabba devata sabba sangha anuphavena sada sauti và vâng tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Xà thú xà thú xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti huy hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tà hình tà hình tà thầm mà đà nê na pa văn tu bù chi ta so thân ca ron tê tha huy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na hoa ca cha phình kha vô xà ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara samba na futa sukhita pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha anda sampa sanse da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sambe bi dung kha sakaron tu sankha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mẫn tha ra cha phùng ga la sang khô hô tu sa mắc gu wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vua thân sam ba bu nay ya ma thầm ma ri yam ba quê tị tê Y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàng tu nhá ta dù Y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàng tu nhá ta dù Y đằng nô nhá ti nằng hô tu su khi ta hoàng tu nhá ta dù Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề Cà lề, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Trong ngày vị lai, Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại như Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ ba. Và cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam, chúng ta sẽ học trước cái giờ bình thường của Nguyên Như Kỳ Viên là khoảng 8:40 là bao nhiêu hả chị Nguyên? Mình sẽ học khoảng 9:20 thay vì 9:30, có nghĩa là 8:20 chứ không phải là 8:30 ở bên Việt Nam nữa nha quý vị. Sư sẽ vào sớm hơn lệ thường 10 phút để mà chúng ta có giờ nghe pháp và có thể hỏi những câu hỏi sau đó. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị, xin gặp hẹn lại chư vị vào ngày mai nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.